cây cà phê thì thường cho năng suất từ 4 cho đến 6 tấn nhân một hecta. Tuy nhiên thì thời gian cây cho thu hoạch ngắn, không bền vững. Và để khắc phục được điều này thì cần phải trồng cây che bóng. Vậy nên chọn loại cây nào để trồng? Vâng, bà con ở tỉnh Lâm Đồng đã lựa chọn trồng xen những cây mắc ca như thế này vào vườn cà phê. Vườn cà phê trồng mắc ca chứ không phải là cây tiêu hay là cây ca cao như là quý vị thường thấy. Và lựa chọn này thì đang mang lại những kết quả như thế nào? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Vâng, tôi đang đứng tại khu vườn trồng mắc ca và điều đặc biệt của khu vườn này đó chính là trồng xen kẽ với những cây cà phê như thế này. Được biết thì mô hình được trồng triển khai từ năm 2009, đến nay thì đã qua 8 năm và bước đầu cho hiệu quả kinh tế. Vậy làm sao mà mô hình lại có thể thành công được như vậy? Chúng ta hãy cùng đến với nhân vật của nhà nông làm giàu ngày hôm nay, anh Nguyễn Hữu Việt. Em chào anh Việt. Anh đang chăm mắc ca đấy không ạ? Quả này thì bị làm sao vậy ạ? Đàn đây nó bị sâu ăn vỏ em ạ. Cái hiện tượng này thì có bị nhiều không ạ? Không, rất ít em. Đây, tất cả trên cây này thì mới có thấy một trái này. Trồng mắc ca và cà phê xen với nhau như thế này ạ, thì mang lại hiệu quả kinh tế như thế nào cho gia đình anh ạ? Đi độc canh thì nó sẽ bị bẻ cây này thì tất nhiên là mình sẽ bẻ theo. Nhưng mà mình sẽ đi theo cái hướng là cả hai. Cả hai thì nó sẽ bền vững hơn, tức là cà phê có rớt giá một chút thì mắc ca nó sẽ cõng lên. Mà nếu mà mắc ca có bị như thế nào thì là cây cà phê của mình vẫn là cây chủ lực. Năng suất cà phê vườn nhà anh Việt vẫn giữ vững 8 tấn nhân một hecta, còn mắc ca thì tăng qua từng năm, bình quân 2,3 tấn hạt trên một hecta trên một năm. Lợi nhuận của mô hình trồng sen cao hơn so với trồng cà phê thuần đến 190%. Để đạt hiệu quả này, nhà vườn đã chú trọng đến việc chọn giống. Nếu bà con chọn cây mắc ca thực sinh để trồng, năng suất thấp, nhà vườn dễ chặt bỏ đi. Như vậy, mô hình trồng sen vào cây cà phê sẽ thất bại. Ở đây, anh Việt chọn những cây mắc ca ghép có năng suất cao. Trồng được một năm, cây đã phát triển cao hơn cây cà phê 3 năm tuổi. Có thể cao 18 mét, tán rộng 15 mét, đủ sức để che bóng cho cây cà phê. Đây là cây gỗ nên sâu bệnh rất ít, thậm chí là không có. Cây mắc ca nó không có cái sâu bệnh gì đáng kể, nên là nó không có gây hại gì đến cho cái cây cà phê. Cả hai cây là nó không có cái liên quan đến gì về sâu bệnh cả. Sâu của cà phê với giữa mắc ca nó không ảnh hưởng với nhau. Giữa ví dụ như là cà phê có rệp sáp hay là sâu đục cành, đục mật, đục cành, sâu đục quả, đục thân gì đó là nó không ảnh hưởng đến cây mắc ca. Cà phê sẽ ra hoa kết trái vào mùa khô này, thường 10 ngày một lần. Họ sẽ phải tưới nước cho chúng để có được năng suất như mong muốn. Nhưng vườn này đã 15 ngày không tưới, vẫn xanh tốt. Đó là nhờ vào những cây mắc ca, bóng mát của chúng đã làm giảm nhiệt độ nắng khô cho cả vườn. Tuy nhiên, việc trồng xen như thế này sẽ làm tăng chi phí vườn lên khoảng 15 triệu đồng một hecta. Đổi lại, thu nhập trên cùng một diện tích sẽ tăng. Tức là nó có đội thêm, nó đội thêm lên nhưng mà đấy là thì nó lại bù lại nó sẽ cho mình cái sản phẩm và cái lợi nhuận. Cùng một cái đơn vị diện tích, chẳng hạn như chúng ta chỉ sẽ trồng là thu cà phê không, nhưng bây giờ là sẽ trồng ở các cái ngã tư thì sẽ tận dụng được đất. Trồng thuần cà phê khi chi phí nhà vườn eo hẹp, họ có thể phải bán non cà phê với giá rẻ. Khi có cây mắc ca trong vườn, điều này không xảy ra nữa vì mắc ca cho thu hoạch sớm hơn cà phê từ 1 đến 2 tháng. Mắc ca là loại cây trồng mới, thị trường tiêu thụ liệu có rộng cửa như cây cà phê? Anh Việt sẽ bán chúng như thế nào? Anh ơi, những cái quả mắc ca mà mình nhặt ở dưới gốc cây vừa rồi ạ, thì bây giờ mình về mình phơi, xong rồi mình sẽ mang bán đúng không ạ? Không, cái này là nếu mà mình phơi xong thì mình mới chế biến. Chứ còn đâu nếu mà bà con bán thì bà con sẽ bán tươi cho anh. Vâng ạ, anh cho em hỏi là tại sao mà anh lại không lựa chọn cái cách là bán tươi như các bà con khác mà bây giờ mình lại phơi như này xong sau đó thì mình sẽ tạo thành sản phẩm? Cái này là cái thời gian đầu tiên là bọn anh bán giống. Sau khi bán giống thì cái thị trường nó không cần giống nữa thì nó sẽ chững lại. Thì anh tự tìm cái đầu ra, tức là lúc đó cái hàng này là chưa có người chế biến và thu mua. Thì anh tự chế biến và để thu mua của trong vườn của mình chưa đủ thì anh sẽ mua của bà con về. Hiện nay anh thu mua mắc ca tươi của bà con với giá 110.000 đồng một kg.
Giá này so với việc nhập khẩu macca từ nước ngoài về cao hơn 20.000 đồng. Nhưng anh có thể chủ động được nguồn nguyên liệu để chế biến. Chọn cách làm giàu này, sản phẩm từ cây macca của gia đình anh được thị trường đón nhận. Dự kiến anh sẽ mở rộng mô hình trồng macca xen vào vườn cà phê khoảng 8 hectare nữa.